thân yêu, hôm nay chị mang đến cho các em câu đố như thế này. Lúc vươn cổ, lúc rụt đầu, hễ đi đến đâu, cõng nhà đi đó, là con gì các em nhỉ? Bạn nào chưa tìm ra đáp án thì cùng Su Su đọc bài thơ sau nhé. Con rùa. Dí già, đội nhà đi chơi. Gặp khi tối trời, úp nhà lên ngủ. Khi mặt trời lú, lại thò đầu ra. Dí già. Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Đó chính là con rùa. Con rùa có hẳn một cái nhà ở trên lưng và đi đâu cũng đưa nhà đi theo. Mình đọc lại bài thơ một lượt nhé. Con rùa. Dí già, đội nhà đi chơi. Gặp khi tối trời, úp nhà lên ngủ. Khi mặt trời lú, lại thò đầu ra. Dí già. Nếu trông thấy con rùa, các em nhớ nhìn kỹ ngôi nhà trên lưng rùa nhé. Chị mong rằng các em sẽ có những khám phá vô cùng thú vị. Tạm biệt các em. Các em yêu quý, hôm nay các em cùng bạn Su Su học bài thơ Bé biết bye bye các em nhé. Bé biết bye bye. Bố mẹ đi làm, sáng nào cũng vậy, giơ tay bé vẫy, bye 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 bye. Có bạn nào có em nhỏ không? Lần đầu tiên em bé biết nói bye bye, trông thật dễ thương các em nhỉ? Chúng mình cùng đọc bài thơ một lần nữa nhé. Bé biết bye bye. Bố mẹ đi làm, sáng nào cũng vậy, giơ tay bé vẫy, bye 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 bye. Em bé trong bài thơ thật là đáng yêu và ngoan ngoãn, các em có thấy thế không? Chúng mình nhớ ôn lại bài thơ cùng các bạn nhé. Chào các em! Chào các em! Các em có bao giờ dậy sớm tập thể dục không? Su Su rất chăm chỉ dậy sớm cùng tập thể dục với bà đấy. Hôm nay chúng mình cùng Su Su học bài Bà và cháu các em nhé. Bé ơi, mau thức dậy, tập thể dục với bà. Hai bà cháu chúng ta sống vui và sống khỏe. Cùng đọc lại một lần nữa nào. Bà và cháu. Bé ơi, mau thức dậy, tập thể dục với bà. Hai bà cháu chúng ta sống vui và sống khỏe. Tập thể dục để làm gì các em nhỉ? À, tập thể dục để sống vui và sống khỏe. Vì vậy, người bà trong bài thơ trên sáng nào cũng gọi cháu dậy để cùng tập thể dục với bà đấy. Chúng mình nhớ chăm chỉ luyện tập thể dục mỗi ngày để mau lớn và có thật nhiều sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại các em. Chào các em. Các em ơi, mùa xuân thường xuất hiện loài chim gì nhỉ?
Các em có biết không? Mình hãy cùng bạn Susu tìm ra câu trả lời nhé. Chim én. Cỏ non xanh xanh, mặt trời đỏ đỏ, có cô én nhỏ cùng với mùa xuân, đi xa về gần, bay trong nắng ấm. Vào mùa xuân, khi cây cỏ xanh tốt, từng đàn chim én kéo nhau về xây tổ đấy các em ạ. Chúng mình cùng đọc bài thơ một lần nữa nào. Chim én. Cỏ non xanh xanh, mặt trời đỏ đỏ, có cô én nhỏ cùng với mùa xuân, đi xa về gần, bay trong nắng ấm. Chim én cấn mẫn đi xa về gần để làm cho không khí mùa xuân thêm rộn ràng, tươi vui đấy. Các em đã bao giờ ngắm nhìn những chú chim én đáng yêu chưa? Các em nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho bố mẹ nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Mẹ ơi, mẹ uống sữa lúc nào đấy? Các em yêu quý, các em có bao giờ thắc mắc sữa mẹ ở đâu mà nhiều thế không? Chắc có rất nhiều bạn thắc mắc điều đó, bạn Bề cũng vậy đấy các em ạ. À, chúng mình cùng Susu học bài thơ Bề hỏi mẹ để xem bạn Bề thắc mắc như nào nhé. Bề hỏi mẹ. Mẹ uống sữa lúc nào mà sữa đấy vú mẹ? Còn bú nhiều thế, sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói, lại cứ cười là sao? Bề con thật đáng yêu phải không nào? Chúng mình đọc lại một lượt nữa nhé. Bề hỏi mẹ. Mẹ uống sữa lúc nào mà sữa đấy vú mẹ? Còn bú nhiều thế, sữa lại chạy đi đâu? Ơ kìa, mẹ không nói, lại cứ cười là sao? Mẹ ơi, mẹ uống sữa lúc nào đấy? Bề con thắc mắc tại sao mẹ không uống sữa mà sữa lại đấy vú mẹ. Còn Bề thì bú mẹ suốt ngày, chẳng hiểu sữa chảy đi đâu. Có bạn nào thắc mắc như vậy không? Sữa mẹ giúp chúng mình mau lớn và khỏe mạnh đấy các em ạ. Các em nhớ đọc bài thơ cho bố mẹ nghe nhé. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất vui. Tạm biệt các em nhỏ thân yêu nhé. Chào các bạn, Susu vừa mới đọc một bài thơ có chú bò tập hát đấy. Các bạn nhỏ có muốn biết chú bò hát như thế nào không? Cùng Susu đọc bài thơ chú bò tập hát nhé. Chú bò tập hát. Đôi mắt lim dim, đôi tai quát quạt, bò đứng tự tin, chênh vênh gò đất, cờ đuôi múa tít, cái mũi phí phò, bò say sưa hát, ậm pò, ậm pò. Cỏ cây ngơ ngác, chim chóc sững sờ, cỡ như ai khóc, hóa ra chú bò bữa nay tập hát. Lần đầu tập hát, nhưng chú bò rất tự tin đấy. Chú đứng trên chiếc gò đất, đôi mắt lim dim, đôi tai quát quạt trông thật đáng yêu phải không nào? Vậy cỏ cây và chim chóc khi nghe tiếng bò hát thì
thì phản ứng như thế nào nhỉ? Mình đọc lại một lượt nữa nào. Chú bò tập hát. Đôi mắt lim dim, đôi tai quát quạt, bò đứng tự tin, chênh vênh gò đất, cờ đuôi múa tít, cái mũi phí phò, bò say sưa hát, ậm bò, ậm bò. Cỏ cây ngơ ngác, chim chóc sững sờ, ngỡ như ai khóc, hóa ra chú bò bữa nay tập hát. Nghe tiếng bò tập hát, cỏ cây thì ngơ ngác, chim chóc sững sờ và cứ tưởng ai đó đang khóc. Nhưng các bạn nhỏ ơi, chú bò tự tin tập hát như vậy là rất đáng khen rồi phải không nào? Su Su mong rằng chúng mình cũng sẽ tự tin như chú bò trong bài thơ trên. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các em. Hôm nay các em cùng bạn Su Su học bài thơ Con cóc xấu xí các em nhé. Con cóc xấu xí. Con cóc xấu xí, da đen xú xì, mắt lối hòn bi, ít ai để ý. Con cóc xấu xí, tiếng kêu rỗng trời, sấm vang chớp giật, rào rào mưa rơi. Tại sao mọi người lại gọi cóc là con cóc xấu xí các em nhỉ? Cùng Su Su đọc một lượt nữa nhé. Con cóc xấu xí. Con cóc xấu xí, da đen xú xì, mắt lối hòn bi, ít ai để ý. Con cóc xấu xí, tiếng kêu rỗng trời, sấm vang chớp giật, rào rào mưa rơi. Cóc có da đen xú xì, mắt thì lối hòn bi xấu xí hơn các bạn, nên chẳng ai để ý đến cóc. Nhưng mỗi lần cóc kêu thì sấm vang, chớp giật, rào rào mưa rơi. Cóc báo hiệu cho mọi người khi trời mưa to đấy các em ạ. Các em thấy bạn cóc có xấu xí như mọi người nghĩ không? Chúng mình đừng bao giờ chế giễu vẻ ngoài của các bạn nhé. Chúc các em học tốt và chăm ngoan. Chào các em. Cầu gì chỉ mọc sau mưa, lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây. Các em nhỏ yêu quý của chị có trả lời được không? Đúng rồi đấy, đó là chiếc cầu vồng. Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Cầu vồng các em nhé. Cầu vồng. Mưa rào vừa tạnh, có cái cầu vồng. Ai vẽ cong cong, tô màu rực rỡ, tím, xanh, vàng, đỏ. Ồ, hai cái cơ, cái rõ, cái mờ, ai tái thế nhỉ? Tím, xanh, vàng, đỏ, chiếc cầu vồng thật nhiều màu sắc phải không các em? Chúng mình cùng đọc bài thơ một lần nữa nhé. Cầu vồng. Mưa rào vừa tạnh, có cái cầu vồng. Ai vẽ cong cong, tô màu rực rỡ, tím, xanh, vàng, đỏ. Ồ, hai cái cơ, cái rõ, cái mờ, ai tái thế nhỉ? Bạn nhỏ trong bài thơ trông thấy hai chiếc cầu vồng đấy.
Hôm nào trời vừa mưa xong, các em thử nhìn lên trời xem có thấy cầu vồng không nhé. Và nhớ đếm xem cầu vồng có bao nhiêu màu sắc. Buổi sau nhớ cho chị biết nhé. Hẹn gặp lại các em. Thích ăn gì nhất các em nhỉ? Thỏ thích ăn nhất là củ cà rốt đấy. Bây giờ chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Củ cà rốt các em nhé. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ, bên nhau. Đất đội, ngấm đầu, nhảy lên, đẹp thật. Tên em, cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Chúng mình cùng đọc lại nào. Củ cà rốt. Lá xanh, củ đỏ, lớn nhỏ, bên nhau. Đất đội, ngấm đầu, nhảy lên, đẹp thật. Tên em, cà rốt, củ đỏ, lá xanh. Củ cà rốt có màu gì các em nhỉ? Đúng rồi, củ cà rốt có lá xanh và củ màu đỏ đấy. Trong củ cà rốt có rất nhiều vitamin A, tốt cho mắt. Các em nhớ ăn thật nhiều cà rốt để đôi mắt luôn khỏe mạnh nhé. Nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho bạn bè nghe. Hẹn gặp lại các em. Chào các bạn nhỏ, hôm nay Su Su rất vui khi được gặp lại các bạn. Bây giờ chúng mình cùng Su Su học bài thơ của Trung nhé. Của Trung. Cái bàn nho nhỏ, cái ghế xinh xinh của lớp chúng mình để ngồi học đấy. Ta không vẽ bậy, không viết lung tung, vì là của chung, giữ gìn cẩn thận. Bàn, ghế và đồ dùng trong lớp học đều là của chung của tất cả mọi người đúng không nào các bạn? Vậy chúng mình có nên vẽ bậy lên bàn ghế không nhỉ? À, tất nhiên là không rồi. Mình đọc bài thơ một lượt nữa nhé. Của chung. Cái bàn nho nhỏ, cái ghế xinh xinh của lớp chúng mình để ngồi học đấy. Ta không vẽ bậy, không viết lung tung, vì là của chung, giữ gìn cẩn thận. Vẽ bậy ra bàn ghế sẽ làm bẩn lớp học và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Chúng mình nhớ đừng bao giờ vẽ bậy lên của chung nhé. Tạm biệt các bạn nhỏ. Ở những vùng quê, chúng ta thường trông thấy những chú bò say sưa gặm cỏ đúng không các em? Hôm nay, các em hãy cùng Su Su đọc bài thơ Đàn bò nhé! Đàn bò. Đẹp nhất đàn bò, đuôi sái hông to, lông vàng bóng mượt, vươn cổ
úm bò. Mình đọc lại một lần nữa nào. Đàn bò. Đẹp nhất đàn bò, đuôi sái hông to, lông vàng bóng mượt, vươn cổ úm bò. Những chú bò lông vàng óng, bóng mượt, ai mà chẳng yêu các em nhỉ? Nếu bạn nào chưa được trông thấy đàn bò, nhớ bảo bố mẹ đưa về quê để chiêm ngưỡng những chú bò đáng yêu nha. Các em cùng học bài thơ và đọc cho bố mẹ nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em yêu quý ơi, các em thử sờ lên vành tay nhỏ của mình xem nó có giống với dấu gì nào. Có phải là dấu hỏi không nhỉ? Hôm nay chúng mình cùng học bài thơ dấu hỏi các em nhé. Dấu hỏi. Cái dấu hỏi trông ngộ nghĩnh ghê, như vành tay nhỏ hỏi rồi lắng nghe. Cùng bạn Su Su đọc lại một lần nữa nào. Dấu hỏi. Cái dấu hỏi trông ngộ nghĩnh ghê, như vành tay nhỏ hỏi rồi lắng nghe. Các em hãy nhớ, dấu hỏi thì trông giống vành tai nhé. Còn một số dấu khác như dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài học sau. Hẹn gặp lại các em! Chào các em! Buổi sáng các em thường dậy lúc mấy giờ? Có bạn nào ngủ nướng không? Hôm nay các em cùng Su Su học bài dậy sớm nhé! Dậy sớm. Gió dậy sớm tập chạy, chim dậy sớm tập bay. Bé dậy sớm cùng bố, tập đưa tay giang chân. Bạn gió và bạn chim thật là chăm chỉ phải không nào? Bạn gió dậy sớm để tập chạy, còn bạn chim dậy sớm để tập bay đấy. Các em có biết bé dậy sớm để làm gì không? Cùng Su Su đọc lại bài thơ một lần nữa nào. Dậy sớm. Gió dậy sớm tập chạy, chim dậy sớm tập bay. Bé dậy sớm cùng bố, tập đưa tay giang chân. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cũng chăm chỉ giống như bạn gió và bạn chim, bé dậy sớm để cùng bố tập thể dục. Các em hãy học tập bạn ấy nhé. Chúng mình chăm chỉ học bài và đọc to cho bố mẹ nghe nào. Chị chào các em. Chào các bạn nhỏ, Su Su rất vui khi được gặp các bạn. Hôm nay, Su Su sẽ cùng các bạn nhỏ học bài thơ Gà con giúp mẹ. Cùng đọc theo Su Su nhé. Gà con giúp mẹ. Gà mẹ nằm ngủ, hai chú gà con lon ton nhảy lên lưng mẹ, xe xẽ nhặt những bọ gà. Con giúp mẹ cha, ái mà chẳng mến. Các bạn nhỏ có hay giúp đỡ mẹ làm việc nhà không?
Hai chú gà con trong bài thơ trên đã giúp mẹ gà nhặt bọ gà ở trên lưng đấy. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Gà con giúp mẹ. Gà mẹ nằm ngủ, hai chú gà con lon ton nhảy lên lưng mẹ, xê xễ nhặt những bọ gà. Con giúp mẹ cha, ái mà chẳng mến. Hai chú gà con thật ngoan ngoãn đúng không nào? Vì vậy, gà con được rất nhiều người yêu mến. Chúng mình hãy học tập gà con nhé. Sơ Su Su phải học bài rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ. Quý, các em có biết đó là tiếng kêu của con vật gì không? Chị tin là có nhiều bạn biết đấy. Mình cùng Su Su tìm hiểu xem đó là con gì các em nhé. Gà gáy. Thấy trời sáng, gà gáy ó o, đua nhau gà gáy. Gà gáy thật to, ó ó o o. Có bạn nào tìm ra được đáp án chưa? À, đó chính là con gà trống đấy các em ạ. Vậy con gà trống thường gáy vào lúc nào nhỉ? Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ một lượt nữa nhé. Gà gáy. Thấy trời sáng, gà gáy ó o, đua nhau gà gáy. Gà gáy thật to, ó ó ó ó. Gà trống thường gáy vào buổi sáng sớm để gọi các bạn nhỏ dậy đánh răng, rửa mặt, đi học đúng giờ đấy. Gà trống thật siêng năng, chăm chỉ, phải không nào? Chúng mình nhớ dậy sớm để gà trống vui các em nhé. Giờ chị phải tạm biệt các em rồi. Hẹn gặp lại các em. Các em đã bao giờ chơi quanh khu tàu hỏa chạy qua chưa? Chơi ở đấy có an toàn không nhỉ? Cùng Su Su học bài khuyên bạn để cùng tìm hiểu nhé! Khuyên bạn. Tu tu, xính xịch, con tàu chạy nhanh. Bạn chớ chơi quanh mà tai nạn đấy. Nếu bạn nhìn thấy tàu hỏa chạy qua, xin hãy tránh xa, bạn đừng quên nhé! Cùng đọc lại một lượt nữa nào. Khuyên bạn. Tu tu, xính xịch, con tàu chạy nhanh. Bạn chớ chơi quanh mà tai nạn đấy. Nếu bạn nhìn thấy tàu hỏa chạy qua, xin hãy tránh xa, bạn đừng quên nhé. Chơi ở gần đường tàu hỏa rất nguy hiểm các em ạ. Có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Các em nếu tránh xa đường tàu và chơi ở những nơi an toàn như khu vui chơi ở trường hoặc trong công viên các em nhé. Nhớ ôn lại bài thơ nhé. Hẹn gặp lại các em.
các em yêu quý, hôm nay chị lại có một câu đố dành tặng các em. Các em nghe kỹ nhé. Có đôi cửa sổ khép kín ban đêm, mặt trời nhô lên, mở xà chớp chớp, là bộ phận gì các em nhỉ? Có ai trả lời được luôn không? Chúng mình cùng Su Su khám phá xem đó là bộ phận nào nhé. Mắt để làm gì? Bò mẹ đố bê, mắt để làm gì? Bê nghĩ một lúc, đôi mắt để ngủ mẹ ơi. Bò mẹ cả cười, thế con nhắm mắt thử đi mấy bước, mẹ xem tí nào. Nhìn trước ngó sau, rồi bê nhắm mắt thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Bê bỗng húc đầu, cái gì thế nhỉ? Già mẹ xoay người chặn đường bê đấy, mà bê không thấy. Bê cứ húc vào, bê được xoa đầu, được nghe mẹ dạy. Mắt chính để nhìn, chắc con đã thấy. Mắt để làm gì hả mẹ? Con thử nhắm mắt lại xem nào, thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Đó là đôi mắt đấy các em ạ. Vậy mắt để làm gì các em nhỉ? Bạn bê con nói với mẹ rằng mắt dành để ngủ đấy. Các em có thấy đúng không? Chúng mình đọc bài thơ một lần nữa nhé. Mắt để làm gì? Bò mẹ đố bê, mắt để làm gì? Bê nghĩ một lúc, đôi mắt để ngủ mẹ ơi. Bò mẹ cả cười, thế con nhắm mắt thử đi mấy bước, mẹ xem tí nào. Nhìn trước ngó sau, rồi bê nhắm mắt thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Bê bỗng húc đầu, cái gì thế nhỉ? Già mẹ xoay người chặn đường bê đấy, mà bê không thấy. Bê cứ húc vào, bê được xoa đầu, được nghe mẹ dạy. Mắt chính để nhìn, chắc con đã thấy. Mắt để làm gì hả mẹ? Con thử nhắm mắt lại xem nào, thử đi mấy bước để mẹ xem sao. Đôi mắt rất là quan trọng với chúng ta đấy các em ạ. Đôi mắt giúp chúng ta nhìn được mọi vật xung quanh. Vì vậy, các em phải chăm sóc đôi mắt cẩn thận nhé. Chúng mình không được ngồi quá gần tivi và phải ăn nhiều rau, củ, quả để cung cấp vitamin A cho mắt khỏe mạnh. Hẹn gặp lại các em! Đôi mắt long lanh, màu xanh trong vắt, chân có móng vuốt, vồ chuột rất tài, là con vật gì các em nhỉ? Chúng mình cùng bạn Su Su khám phá xem đó là con gì nhé. Mèo con đánh răng. Mẹ ơi cho con đánh răng. Vui trưa buổi sáng, mèo đói đánh răng, mẹ bôi kem trắng lên bàn trải hồng. Nghe mùi thơm nồng, mèo đưa mũi hít, tưởng đâu kẹo quýt hay là xinh gum. Mèo nếm từng phần, ngon ngon lạ lạ, rồi xới tất cả còn bàn trải không. Mùi như kẹo quýt mẹ nhỏ, hay là xinh gum. Mình đọc lại một lần nữa nào. Mèo con đánh răng. Mẹ ơi cho con đánh răng. Vui
Buổi trưa, buổi sáng, mèo đói đánh răng, mẹ bôi kem trắng lên bàn trải hồng. Nghe mùi thơm nồng, mèo đưa mũi hít, tưởng đâu kẹo quýt hay là xinh gum. Mèo nếm từng phần, ngon ngon, lá lạ, rồi xới tất cả, còn bàn trải không. Mùi như kẹo quýt hay mẹ nhỏ, hay là xinh gum. Các em đã có câu trả lời chưa? Đó chính là con mèo. Bạn mèo con trong bài thơ thật đáng yêu phải không nào? Mèo con đã tưởng kem đánh răng là kẹo quýt hay xinh gum nên đã nếm và xây luôn tất cả. Chúng mình đứng mắt trước mèo con nhé. Hãy cùng luyện đọc bài thơ với các bạn. Hẹn gặp lại các em. Các em yêu quý, nói dối có tốt không các em nhỉ? Nói dối là chưa ngoan đâu nhé. Vậy mà bạn mèo con đã nói dối để được nghỉ học đấy. Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Mèo con đi học để xem bạn mèo đã kiếm cớ như thế nào nhé. Mèo con đi học. Mèo ta buồn bực, mai phải đến trường, bèn kiếm cớ luôn. Cái đuôi tôi ốm, cừu mới bé toáng, tôi sẽ chữa lành, nhưng muốn cho nhanh, cắt đuôi khỏi hết, cắt đuôi ấy chết. Tôi xin đi học thôi, cắt đuôi ấy chết, tôi xin đi học ngay thôi. Cái đuôi tôi ốm, tôi sẽ chữa lành cho cậu. Cắt đuôi, ấy chết, tôi đi học đây. Mèo con kiếm cớ như thế nào nhỉ? À, mèo con bảo rằng cái đuôi bị ốm nên không đến trường học. Vậy cừu đã làm gì để mèo nhanh chân đi học luôn? Chúng mình đọc lại bài thơ nhé. Mèo con đi học. Mèo ta buồn bực, mai phải đến trường, bèn kiếm cớ luôn. Cái đuôi tôi ốm, cừu mới bé toáng, tôi sẽ chữa lành, nhưng muốn cho nhanh, cắt đuôi khỏi hết, cắt đuôi ấy chết. Tôi xin đi học thôi, cắt đuôi ấy chết, tôi xin đi học ngay thôi. Cái đuôi tôi ốm, tôi sẽ chữa lành cho cậu. Cắt đuôi, cắt đuôi, ấy chết, tôi đi học đây. Bạn cừu đã nói với bạn mèo con là phải cắt cái đuôi ấy đi thì mới khỏi ốm. Mèo con nghe vậy sợ lắm, bèn đi đến trường thật nhanh. Các em nhỏ đứng lười biếng như bạn mèo con nhé. Chúng mình phải thật chăm chỉ, giỏi giang để bố mẹ vui lòng. Hẹn gặp lại các em. Các bạn nhỏ thật có một chiếc miệng thật là xinh đẹp đúng không nào? Vậy miệng xinh thì để làm gì nhỉ? Chúng mình cùng đọc bài thơ miệng xinh với bạn Su Su để tìm ra đáp án nhé! Miệng xinh. Các cháu chơi với bạn, cãi nhau là không vui. Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Ồ, cậu có đồ chơi hay thế, cho tớ chơi với.
đây cho cậu chơi này. Mình đọc lại một lần nữa nào. Miệng xinh. Các cháu chơi với bạn, cãi nhau là không vui. Cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi. Ồ, cậu có đồ chơi hay thế, cho tớ chơi với. Đây, cho cậu chơi này. Miệng xinh không dùng để cãi nhau đâu. Miệng xinh là để nói điều hay, phải không các em? Chị mong rằng các em sẽ luôn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh để chiếc miệng ấy ngày một xinh đẹp hơn. Chúng mình nhớ học thuộc bài thơ miệng xinh nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em nhỏ yêu quý ơi, các em thích mưa xuân hay mưa rào? Su Su thì thích mưa xuân đấy. Hôm nay Su Su sẽ cùng các em học bài thơ Mưa Xuân. Hãy cùng lắng nghe nhé. Mưa xuân. Tí ta tí tách, trời đổ cơn mưa. Hạt giống gieo vui, mưa đi, cho hạt nảy mầm. Cây táo cũng bảo, mưa đi, cho tôi kết hoa. Mình đọc lại một lượt nữa nào. Mưa xuân. Tí tách, trời đổ cơn mưa. Hạt giống gieo vui, mưa đi, cho hạt nảy mầm. Cây táo cũng bảo, mưa đi, cho tôi kết hoa. Hạt mưa xuân có to lớn không các em nhỉ? À đúng rồi, hạt mưa xuân nhỏ tí xíu, đủ để tắm mát cho hạt giống, giúp cây táo sớm đơm hoa kết trái. Chị nghĩ là có rất nhiều bạn thích mưa xuân đấy. Các em nhớ học bài thật chăm chỉ nhé. Hẹn gặp lại các em. Lười học không chỉ không biết chữ mà còn bị các bạn chê cười nữa. Hôm nay chúng ta cùng Su Su học bài thơ Ngỗng và Vịt để xem vịt và ngỗng ai chăm học hơn nhé. Ngỗng và Vịt. Ngỗng không chịu học, khoe biết chữ rồi. Vịt đưa sách ngược, ngỗng lại tưởng xuôi, cứ giả đọc nhầm, làm vịt phí cười. Vịt khuyên một hồi, ngỗng ơi, học, học. Ngỗng ơi, học, học. Ngỗng hay vịt lười học các em nhỉ? Chúng mình cùng đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Ngỗng và Vịt. Ngỗng không chịu học, khoe biết chữ rồi. Vịt đưa sách ngược, ngỗng lại tưởng xuôi. Cứ giả đọc nhầm, làm vịt phí cười. Vịt khuyên một hồi, ngỗng ơi, học, học. Ngỗng ơi, học, học. Bạn ngỗng lưới học nhưng lại đi khoe với mọi người là biết chữ rồi đúng không nào? Thấy vậy, vịt mới đưa cho ngỗng một quyển sách ngược. Ngỗng tưởng xuôi nên ngồi đọc nhầm, khiến vịt phí cười. Các em đừng lười biếng giống bạn ngỗng nhé. Chúng mình phải chăm chỉ học tập để không bị các bạn chê cười. Hẹn gặp lại các em. Em yêu quý ơi, chị có một câu hỏi dành cho các em này. Quả gì xưa rụng bị bà,
hiện ra cô Tấm quét nhà thổi cơm. Các em có đáp án chưa? Chúng mình cùng Su Su tìm ra đáp án nhé. Quả thị. Váng như mặt trăng, trèo trên vòm lá, già nhẵn mịn màng, thị ơi thơm quá. Thị ơi thơm quá. Đó chính là quả thị đúng không nào? Quả thị có đặc điểm gì các em nhỉ? Mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. Quả thị. Váng như mặt trăng, trèo trên vòm lá, già nhẵn mịn màng, thì ơi thơm quá. Thì ơi thơm quá. Quả thị váng như mặt trăng, già nhẵn mịn màng và thơm ơi là thơm. Chúng mình để quả thị ở đầu giường, hương thơm sẽ tỏa ra cả căn phòng đấy các em ạ. Chúng mình nhớ ôn lại bài thơ quả thị các em nhé. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Các bạn nhỏ thân yêu ơi, các em có biết cây bắp cải màu gì và hình gì không nhỉ? Bây giờ hãy cùng bạn Su Su đọc bài thơ để tìm ra câu trả lời nhé. Bắp cải xanh. Bắp cải xanh, xanh man mát. Lá cải sắp, sắp vóng tròn. Búp cải non, nằm ngủ giữa. Mình đọc lại một lần nữa nào. Bắp cải xanh. Bắp cải xanh, xanh man mát. Lá cải sắp, sắp vóng tròn. Búp cải non, nằm ngủ giữa. Giờ thì các em đã có câu trả lời chưa? À đúng rồi, cây bắp cải có màu xanh man mát và lá cải thì sắp thành hình tròn đúng không nào? Cây bắp cải có rất nhiều vitamin giúp cơ thể khỏe hơn, máu lớn hơn. Vì vậy chúng mình phải thường xuyên ăn rau các em nhé! Ở nhà, các em có nuôi cá vàng không? Những chú cá vàng tung tăng trong bể nước trông thật là đáng yêu đúng không nào? Bây giờ, chúng ta cùng nghe bạn Su Su đọc bài thơ cá vàng nhé! Cá vàng. Còn cá vàng quàng khăn lụa giữa nước trong cùng bạn múa. Mình đọc lại một lần nữa nào. Cá vàng. Còn cá vàng quàng khăn lụa giữa nước trong cùng bạn múa. Các em cùng học bài thơ và đọc cho bố mẹ nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em nhỏ thân mến, đã bao giờ các em làm bỏng cái lưỡi yêu quý của mình chưa? Nhìn lưỡi nhỏ tí xíu vậy thôi, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng mình cùng bạn Su Su học bài cái lưỡi nhé. Cái lưỡi. Tổ
tôi là cái lưỡi giúp bạn hàng ngày nếm vị thức ăn nào chua nào ngọt. Những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chớ một tí không thì đau tôi. Nóng, nóng quá. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Cái lưỡi. Tôi là cái lưỡi giúp bạn hàng ngày nếm vị thức ăn nào chua nào ngọt. Những gì nóng quá bạn chớ vội ăn, hãy chớ một tí không thì đau tôi. Nóng, nóng quá. Chúng ta nhận biết được vị chua, vị ngọt chính là nhờ cái lưỡi. Nhớ đừng làm cái lưỡi bị đau, bị rát các em nhé. Bạn Su Su vừa đọc bài thơ Cái Lưỡi. Các em cùng học thuộc bài thơ và đọc cho bố mẹ nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Mỗi khi vào vườn bách thú, các em thích ngắm con vật gì? Bạn Su Su thì thích nhất là con công đấy các em ạ. Con công trông thật sặc sỡ phải không nào? Hôm nay chúng mình cùng bạn Su Su học bài con công nhé. Con công. Tập tầm vông, con công nó múa. Nó múa làm sao? Nó chũm chân vào, nó xuê cánh ra, la 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 la. Con công trong bài thơ trên múa như thế nào các em nhỉ? Hãy cùng Su Su đọc lại một lượt nữa nhé. Con công. Tập tầm vông, con công nó múa. Nó múa làm sao? Nó chũm chân vào, nó xuê cánh ra, la 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 la. Con công múa như thế nào các em? À, con công chũm chân vào rồi lại xuê cánh ra phải không nào? Các em hãy thử múa như vậy xem sao nhé. Các em nhớ học thuộc bài thơ và đọc cho bạn bè nghe nhé. Chào các em. Hôm nay chị có một câu hỏi muốn hỏi các bạn nhỏ. Con gì tám cẳng hai càng, chẳng đi mà lại bò ngang cả ngày? Các em có biết đó là con gì không? Hãy cùng bạn Su Su đọc bài thơ sau đây để tìm ra câu trả lời nhé. Con cua. Con cua tám cẳng, nghênh ngang hai càng, đeo chiếc yếm trắng, dạo chơi đồng làng. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Con cua. Con cua tám cẳng, nghênh ngang hai càng, đeo chiếc yếm trắng, dạo chơi đồng làng. Bây giờ các em đã có câu trả lời chưa nào? Đúng rồi, đó là con cua các em ạ. Các em hãy cùng suy nghĩ và trả lời giúp chị câu hỏi. Con cua có mấy cẳng và mấy càng? Chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi. Hẹn gặp lại các em. Chào các em. Hôm nay Su Su sẽ đem đến cho chúng ta bài thơ Con Trâu. Cùng nghe bạn Su Su đọc các em nhé. Con Trâu. Con trâu ăn cỏ, no bụng ngủ ngon, nghe gà gáy dồn, dậy đi cày ruộng. Chúng mình
mình vừa được nghe bài thơ Con Trâu. Các bạn nhỏ có biết con trâu ăn gì và thường phải làm việc gì không? Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Con trâu. Con trâu ăn cỏ, no bụng ngủ ngon, nghe gà gáy dồn, dậy đi cày ruộng. À, chính xác rồi. Hằng ngày, trâu ăn cỏ và phải đi cày ruộng cùng các bác nông dân đấy. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Con trâu. Con trâu ăn cỏ, no bụng ngủ ngon, nghe gà gáy dồn, dậy đi cày ruộng. Chúng mình nhớ học thuộc bài thơ các em nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em nhỏ yêu quý ơi, con gì mà có hai cái tai to như hai cái quạt và có một chiếc vòi dài ơi là dài các em nhỉ? Hãy cùng Su Su khám phá xem đó là con gì nhé. Con voi. Con voi, con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Em xin kể nốt cái chuyện con voi. Đó chính là con voi phải không nào? Mình cùng đọc lại một lượt nữa nhé. Con voi. Con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Em xin kể nốt cái chuyện con voi. Cái vòi dài của con voi bao giờ cũng đi trước nhất phải không các em? Đi sau cuối là cái đuôi to như cái chổi sể. Con voi thường sống ở trong rừng và một số ít thì có ở trong vườn bách thú. Các em đã trông thấy rất nhiều lần rồi đúng không? Các em nhớ ôn bài và đọc cho các bạn nghe nữa nhé. Chào các em! Các em nhỏ thân yêu ơi! Hôm nay bạn Su Su được bố mua cho một chiếc ô tô đồ chơi đấy. Su Su vừa tập lái vừa đọc một bài thơ rất hay. Đó là bài Em tập lái ô tô. Chúng mình đọc cùng bạn ấy nhé. Em tập lái ô tô. Bí bò, em tập lái ô tô. Bí bò, sau này em lớn, em lái xe đón cô. Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nào. Em tập lái ô tô. Bí bò, em tập lái ô tô. Bí bò, sau này em lớn, em lái xe đón cô. Các em nhớ đọc cho bố mẹ cùng nghe nữa nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em yêu quý, hôm nay Su Su sẽ cùng chúng ta học bài thơ Gọi Nghé. Nghé đi theo mẹ, xa cánh đồng xa, rù rú ở nhà, khi nào cho lớn. Nhanh lên nào con. Mình đọc lại một lần nữa nào.
ơ hò ơ hẹ, nghé đi theo mẹ xa cánh đồng xa, rù rú ở nhà khi náo cho lớn. Nghe nghe nào con. Nghé con phải đi theo mẹ ra cánh đồng xa, tập gặm cỏ để lớn nhanh hơn đấy. Các em có thấy nghé con đáng yêu không nào? Hứa với chị rằng chúng mình phải chăm chỉ học hỏi, ngoan ngoãn giống như nghé con nhé. Hẹn gặp lại các em. Mẹ ơi cho con theo với. Nhanh lên nào con. Chào các em. Các em có nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng mưa rơi đấy. Hôm nay các em cùng bạn Su Su học bài thơ mưa rơi nhé. Mưa rơi tí tách đều đều, từng giọt mưa rơi, mưa xanh cây lúa, mưa mát cánh đồng, mưa cho hoa lá, nảy lộc đâm chồi. Từng giọt, mưa rơi. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Mưa rơi tí tách đều đều, từng giọt mưa rơi, mưa xanh cây lúa, mưa mát cánh đồng, mưa cho hoa lá, nảy lộc đâm chồi. Từng giọt, mưa rơi. Giọt mưa thật kỳ diệu đúng không nào? Mưa khiến cây lá xanh tươi, mưa làm mát cánh đồng để cây cối nảy lộc đâm chồi, mưa còn đem đến cho chúng ta nguồn nước trong lành nữa. Vừa rồi, Su Su đã cùng các em học bài thơ mưa rơi. Các em nhớ luyện đọc ở nhà nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em ơi, hôm nay chị mời các em cùng Su Su học bài thơ Năm Mảnh Gỗ. Mèo con nhặt được năm mảnh gỗ rơi, sắp xếp một hồi thành ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, trồng cỏ, xanh đỏ quanh nhà. Ôi cô mèo ta, thèm vào ở quá. Ô, mình muốn vào ở trong nhà này quá. Nếu nhặt được 5 mảnh gỗ, các em bỏ đi hay giữ lại? Bạn mèo trong bài thơ sử dụng 5 mảnh gỗ để làm gì các em nhỉ? Cùng Su Su đọc lại bài thơ nhé. 5 mảnh gỗ. Mèo con nhặt được 5 mảnh gỗ rơi, sắp xếp một hồi thành ngôi nhà nhỏ, trồng hoa, trồng cỏ, xanh đỏ quanh nhà. Ôi cô mèo ta, thèm vào ở quá. Ô, mình muốn vào ở trong nhà này quá. Bạn mèo nhặt được 5 mảnh gỗ và xếp thành một ngôi nhà nhỏ xíu, rồi trồng hoa, trồng cỏ khắp ngôi nhà đó. Các em thử bắt chước bạn mèo xem sao nhé. Chị tin các em cũng sẽ có những ngôi nhà nhỏ xinh cho riêng mình. Hẹn gặp lại các em. Các em thân mến, hôm nay bạn Su Su sẽ cùng các em học bài thơ Ngủ Rồi. Hãy nghe Su Su đọc một lượt trước nhé. Gà mẹ hỏi gà con, đã ngủ chưa đấy hả? Cả đàn gà nhao nhao, ngủ cả rồi đấy ạ. Các con ngủ chưa đây? Ngủ cả rồi đấy ạ. Chúng mình đọc lại một lượt nữa nào. Ngủ rồi.
Gà mẹ hỏi gà con, đã ngủ chưa đấy hả? Cả đàn gà nhao nhao, ngủ cả rồi đấy ạ. Các con ngủ chưa đây? Ngủ cả rồi đấy ạ. Những chú gà con thật ngoan ngoãn và biết vâng lời đúng không nào? Các bạn nhỏ yêu quý của chị có chăm ngoan như những chú gà con không? Chúng mình phải luôn vâng lời ba mẹ để trở thành những người con ngoan nhé. Hẹn gặp lại các em. Mình tôi dài rộng, có nhiều chỗ ngồi. Muốn đi cùng tôi, phải vào đúng bến là xe gì các em nhỉ? Hãy cùng bạn Su Su khám phá xem đó là xe gì các em nhé. Ô tô buýt. Ô tô buýt cả tuần đi hoài không được nghỉ. Ô tô buýt mỏi chân, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Ôi giá được một lần, ôi, nằm dài trên giường nghỉ. Thương cho ô tô buýt suốt ngày đi và đi. Các em đã có đáp án cho câu đố của chị chưa? Đó chính là chiếc ô tô buýt phải không nào? Chúng mình cùng đọc lại một lần để xem chiếc ô tô buýt làm việc như thế nào nhé. Ô tô buýt. Ô tô buýt cả tuần đi hoài không được nghỉ. Ô tô buýt mỏi chân, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Ôi giá được một lần, nằm dài trên giường nghỉ. Thương cho ô tô buýt suốt ngày đi và đi. Chiếc ô tô buýt thật là vất vả đúng không các em? Cả tuần ô tô buýt làm việc mà chẳng được nghỉ ngơi. Các em có thấy thương chiếc ô tô buýt không? Chúng mình nhớ học chăm chỉ và đọc cho ba mẹ nghe nữa nhé. Hẹn gặp lại các em. Xin chào các em. Có một bài thơ rất hay của một em bé muốn gửi cho mẹ của mình. Các em muốn biết đó là bài thơ nào không? Hãy cùng Su Su đọc bài thơ nhé. Yêu mẹ. Mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, được mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Có bạn nhỏ nào nghe xong bài thơ mà muốn gặp mẹ ngay và ôm mẹ không? Chị tin bạn nào trong số chúng ta cũng rất là yêu mẹ. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Yêu mẹ. Mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, em kề má, được mẹ thơm. Ôi mẹ ơi, yêu mẹ lắm. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Các em ơi, mẹ phải đi làm để nuôi mình khôn lớn. Chúng mình phải học thật giỏi và thật ngoan ngoãn để mẹ vui lòng nhé. Hẹn gặp lại các em. Chào các em, mình cùng Su Su học bài thơ Thỏ dùng máy nói các em nhé. Thỏ đây, ai nói đấy? Mèo à, mèo thế nào? Mình không trông thấy cậu, nhỡ đứa khác thì sao? Thỏ dùng máy nói để trò chuyện với ai nhỉ? Các em có biết không? Mình cùng Su Su đọc lại một lượt nữa nhé. Thỏ dùng máy nói. Thỏ đây, ai nói đấy?
Mèo à, mèo thế nào? Mình không trông thấy cậu, nhỡ đứa khác thì sao? Tớ chẳng trông thấy cậu, những người khác thì sao nhỉ? Thỏ dùng máy nói để nói chuyện với mèo đấy, nhưng thỏ có tin người đó là mèo không? Chính vì dùng máy nói nên thỏ chẳng nhìn thấy mèo gì cả. Thỏ nghi ngờ người nghe không phải là mèo. Thỏ thật đáng yêu phải không nào? Các em nhớ học bài thơ và đọc cho cha mẹ nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em nhỏ thân yêu ơi, hôm nay chị có một câu hỏi nhỏ dành tặng các em nè. Như nắm tơ tròn, lon ta lon ton, quẩn quanh bên mẹ, đôi chân tí xíu, chiếc mỏ tèo teo, chiếp chiêu, là con gì các em nhỉ? Chúng mình cùng bạn Su Su đi tìm câu trả lời nhé. Đàn gà con. 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, hôm nay ra đủ, mới chú gà con. Lòng trắng lòng đỏ, thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Đó chính là những chú gà con phải không nào? Đàn gà con xinh xắn như vậy, ai mà chẳng yêu các em nhỉ? Hãy cùng Su Su đọc lại một lần nữa nhé. Đàn gà con. 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, hôm nay ra đủ, mới chú gà con. Lòng trắng lòng đỏ, thành mỏ thành chân, cái mỏ tí hon, cái chân bé xíu, lông vàng mát dịu, mắt đen sáng ngời. Ơi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Các em đã thuộc bài thơ này chưa? Chị tin là một số bạn đã thuộc rồi đấy. Chúng mình hãy luôn nâng niu những chú gà con nhé. Hẹn gặp lại các em. Khi Tết đến, chúng mình thường đi chúc Tết ông bà đúng không nào? Bài thơ bé chúc Tết ông bà chắc chắn sẽ làm vui lòng ông bà đấy. Bé chúc Tết ông bà. Năm cũ vừa qua, bước sang năm mới, hôm nay còn tới, kính chúc ông bà sống lâu sức khỏe, trẻ mãi không già, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc, hạnh phúc an khang, ơn trên thương ban, suốt năm may mắn, làm ăn phấn chấn, phúc lộc thọ tài, ông bà hưởng trọn, đôi lời còn mọn, xin kính dâng lên, ông bà đứng quên, lì xì cho con, năm mới lấy hên, con xin cảm ơn ông bà. Khi đọc bài thơ này cho ông bà nghe, Su Su tin rằng ông bà sẽ rất vui và hạnh phúc. Mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Bé chúc Tết ông bà. Năm cũ vừa qua, bước sang năm mới, hôm nay còn tới, kính chúc ông bà sống lâu sức khỏe, trẻ mãi không già, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc, hạnh phúc an khang, ơn trên thương ban, suốt năm may mắn, làm ăn phấn chấn, phúc lộc thọ tài, ông bà hưởng trọn, đôi lời còn mọn, xin kính dâng lên, ông bà đứng quên, lì xì cho con, năm mới lấy hên, con xin cảm ơn ông bà. Chúng mình hãy cùng ước mong ông bà luôn dồi dào sức khỏe để sống vui mỗi ngày. Các bạn nhỏ nhớ học thuộc bài thơ để đọc cho ông bà nghe nhé. Hẹn gặp lại!
đáng yêu. Các em có thích làm bác sĩ không? Bạn Su Su thích làm bác sĩ lắm đấy. Hôm nay chúng mình cùng Su Su học bài Bé tập làm bác sĩ các em nhé. Bé tập làm bác sĩ. Bé vội cầm ống nghe, vì gấu bông cứ khóc, thỏn đầu cũng đang nhè. Bé sũng rềnh thật khéo, các em nín ngoan nào, để cho chị khám thử. Vậy các em làm sao? Ôi, thỏn đầu đau bụng, vì ăn nhầm rau xanh. Chị sẽ cho em thuốc, ngậm muối cùng với chanh. Còn gấu bông bị ngứa, gãi xước khắp da người, đêm qua bị muỗi đốt, phải nằm màn ngủ thôi. Các em yêu quý chị, nhớ luôn biết vâng lời, giữ cho mình thật khỏe, để tha hồ vui chơi. Hoan hô bác sĩ nhí, thế là hết bệnh liền. Đúng rồi, người lớn bảo bác sĩ như mẹ hiền. Bé tập làm bác sĩ. Gấu bông và thỏ nâu bị bệnh gì các em nhỉ? À, đúng rồi, gấu bông bị ngứa, gãi xước khắp da người. Còn thỏ nâu thì bị đau bụng vì ăn nhầm rau xanh. Vậy bạn nhỏ đã chữa bệnh cho gấu bông và thỏ nâu như thế nào? Chúng mình đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Bé vội cầm ống nghe, vì gấu bông cứ khóc, thỏ nâu cũng đang nhè. Bé sũng rềnh thật khéo, các em nín ngoan nào, để cho chị khám thử. Bệnh các em làm sao? Ôi, thỏ nâu đau bụng, vì ăn nhầm rau xanh. Chị sẽ cho em thuốc, ngậm muối cùng với chanh. Còn gấu bông bị ngứa, gãi xước khắp da người, đêm qua bị muỗi đốt, phải nằm màn ngủ thôi. Các em yêu quý chị, nhớ luôn biết vâng lời, giữ cho mình thật khỏe, để tha hồ vui chơi. Hoan hô bác sĩ nhí, thế là hết bệnh liền. Đúng rồi, người lớn bảo bác sĩ như mẹ hiền. Bạn nhỏ cho thỏ nâu ngậm muối với chanh để khỏi đau bụng đấy. Còn gấu bông được bác sĩ nhí khuyên là đi ngủ phải buông màn để không bị muỗi đốt nữa. Các em thấy bác sĩ nhí có giỏi không? Các em nhớ giữ gìn cho mình thật khỏe theo lời của bác sĩ nhí nhé. Chào các em. Các em có thích Tết Trung Thu không? Đêm rằm Trung Thu, ngước mắt lên trời cao, các em có thấy ông trăng tròn xuê nhìn xuống dưới không? Hôm nay, Su Su sẽ cùng các em học một bài thơ về ông trăng đấy. Bạn hiền. Có một phần trăng mà nhiều tên thế, đã gọi là chị, lại ông mới kỳ. Đã kêu trăng mọc, còn bảo trăng đi. Là gì chẳng biết, Trung Thu sáng đêm, cho em bày cỗ, múa lân rước đèn, là vầng trăng tốt, bạn hiền của em. Khi các em bước đi, có thấy trăng đi theo mình không? Ông trăng thật là một người bạn hiền dễ mến phải không nào? Chúng mình cùng đọc bài thơ một lần nữa nhé. Bạn hiền. Có một phần trăng mà nhiều tên thế, đã gọi là chị, lại ông mới kỳ. Đã kêu trăng mọc, còn bảo trăng đi. Là gì chẳng biết, Trung Thu sáng đêm, cho em bày cỗ,
múa lân rước đèn là vầng trăng tốt, bạn hiền của em. Chị mong rằng các em sẽ luôn yêu quý người bạn hiền này. Các em nhớ học bài thơ và đọc cho các bạn cùng nghe nhé. Chào các em. Chào các em yêu quý, sinh nhật của các em sắp đến chưa? Bữa tiệc sinh nhật thường có rất nhiều bạn đến, thật là vui phải không nào? Chúng mình cùng su su học bài thơ chia bánh để xem sinh nhật của bạn Cún có đông vui không nhé. Chia bánh. Hôm nay sinh nhật Cún, gà vịt tới chúc mừng, thổi nến hát tưng bừng rồi cùng nhau chia bánh. Bữa tiệc sinh nhật của Cún có những ai đến chúc mừng nhỉ? Chúng mình cùng su su đọc lại một lần nữa nào. Hôm nay sinh nhật Cún, gà vịt tới chúc mừng, thổi nến hát tưng bừng rồi cùng nhau chia bánh. Sinh nhật của Cún thật là vui vì có cả gà và vịt tới chúc mừng đấy. Mọi người vừa thổi nến vừa ca hát và chia bánh cho nhau nữa. Các em muốn có một bữa tiệc sinh nhật vui như vậy không? Các em nhớ chăm chỉ học bài nhé. Chào các em. Các bé thân yêu ơi, hôm nay các bé cùng su su học bài thơ Cây dây leo nhé. Cây dây leo. Cây dây leo, bé tí teo, ở trong nhà, lại bó ra ngoài cửa sổ và ngẩng cổ lên trời cao, hỏi vì sao? Cây trả lời, ra ngoài trời cho dễ thở, ngắm nắng gió, gội mưa rào, cây mới cao, hoa mới đẹp. Cây dây leo mà su su vừa miêu tả thật là giàu sức sống phải không nào? Các em ơi, cây dây leo phải làm gì để lớn nhanh được nhỉ? Chúng mình cùng đọc một lượt nữa để tìm câu trả lời nào. Cây dây leo. Cây dây leo, bé tí teo, ở trong nhà, lại bó ra ngoài cửa sổ và ngẩng cổ lên trời cao, hỏi vì sao? Cây trả lời, ra ngoài trời cho dễ thở, ngắm nắng gió, gội mưa rào, cây mới cao, hoa mới đẹp. Chào các em! Các em có bao giờ chăm rau giúp mẹ không? Su Su rất thích chăm rau giúp mẹ đấy! Bây giờ mình cùng Su Su học bài thơ chăm rau nhé! Chăm rau. Nhà em trồng một vườn rau, em chăm tưới nước, bắt sâu đuổi gà. Rau xanh, rau tốt mãi ra, nhà ăn đầy đủ, thế là em vui. Bạn nhỏ trong bài thơ chăm rau như thế nào các em nhỉ? Mình đọc lại một lần nữa nào. Chăm rau. Nhà em trồng một vườn rau, em chăm tưới nước, bắt sâu đuổi gà. Rau xanh, rau tốt mãi ra, nhà ăn đầy đủ, thế là em vui. Bạn nhỏ thật là chăm chỉ, để rau xanh, rau tốt, ngày nào bạn ấy cũng tưới nước, bắt sâu, đuổi gà. Chính nhờ sự chăm chỉ đó mà nhà bé luôn có rau sạch để ăn,
bé lúc nào cũng cảm thấy vui vì đã giúp đỡ được bố mẹ. Chúng mình nhớ học tập bạn nhỏ trong bài thơ nhé. Các em nhỏ thân yêu, các em có sợ con muỗi không? Su Su và An thì sợ con muỗi lắm. Bây giờ chúng mình cùng Su Su và An học bài thơ Con Muỗi các em nhé. Con muỗi. Vo ve, chích vào tay, chích vào chân, chích vào mũi. Úi chà, úi chà. Con muỗi vo ve bắt con muỗi. Chúng mình đọc lại bài thơ một lần nữa nào. Con muỗi vo ve chích vào tay, chích vào chân, chích vào mũi. Úi chà, úi chà. Con muỗi vo ve bắt con muỗi. Muỗi thường hút máu người và động vật. Một số loài muỗi có khả năng là vật trung gian truyền bệnh giữa người với người hay giữa động vật và người. Các bệnh do muỗi truyền có thể gây tử vong cao như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da. Vì vậy, các em nhớ giữ gìn vệ sinh nhà cửa và buông màn khi đi ngủ nhé. Tạm biệt các em. Chào các bạn nhỏ, đố các bạn nhỏ biết con gì thích các loài hoa, ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm, cùng nhau cần mẫn ngày đêm, làm ra mật ngọt lặng im tặng người. Chắc chắn có rất nhiều bạn tìm ra đáp án rồi đúng không? Chúng mình cùng đọc bài thơ sau nhé. Con ong chuyên cần. Con ong bé nhỏ chuyên cần, mải mê bay khắp đồng gần, rừng xa. Ong đi tìm hút nhụy hoa, về tìm mật ngọt thật là đáng khen. Con ong bé nhỏ nhưng rất chuyên cần đúng không nào? Hằng ngày ong chăm chỉ đi hút nhụy hoa và để thụ phấn cho hoa đấy. Chúng mình đọc lại bài thơ nhé. Con ong chuyên cần. Con ong bé nhỏ chuyên cần, mải mê bay khắp đồng gần, rừng xa. Ong đi tìm hút nhụy hoa, về tìm mật ngọt thật là đáng khen. Các em yêu quý, hôm nay chúng mình cùng bạn Su Su học bài thơ Đàn Kiến Nhỏ các em nhé. Đàn kiến nhỏ. Một đàn kiến nhỏ thà gạo về hang, bé thấy vội vàng chạy vào gọi mẹ. Mẹ cười nói khẽ, bé hãy xem kìa, chú kiến tí hon nhưng ngoan lắm đó. Dù đang vác nặng nhưng lúc gặp nhau liền gật đầu chào, thật là lễ phép. Bé cười ngẫm nghĩ, mình cũng lớn rồi, phải lễ phép thôi, không thua đàn kiến. Chú kiến tí hon trong bài thơ có ngoan ngoãn không các em nhỉ? Mình đọc lại một lượt nữa nhé. Đàn kiến nhỏ.
một đàn kiến nhỏ thả gạo về hang. Bé thấy vội vàng chạy vào gọi mẹ. Mẹ cười nói khẽ: bé hãy xem kìa, chú kiến tí hon nhưng ngoan lắm đó. Dù đang vác nặng nhưng lúc gặp nhau liền gật đầu chào, thật là lễ phép. Bé cười ngẫm nghĩ: mình cũng lớn rồi, phải lễ phép thôi, không thua đàn kiến. Các em đã bao giờ được bố mẹ đưa đi chợ Tết chưa? Hôm nay chúng mình cùng Su Su học bài đi chợ Tết để xem em bé trong bài thơ đi chợ Tết như thế nào nhé. Đi chợ Tết. Chiếc xe ba bánh bố mới mua về, bé chờ búp bê đi chơi chợ Tết. Búp bê đứng sợ, yên tâm chị đèo. Búp bê nghe vậy mắt cười trong veo. Bé hát, bé reo, đạp xe quay tít. Bé đi chợ Tết. Có phải bố mẹ chở bé đi chợ Tết không các em? Cùng Su Su đọc bài thơ một lượt nữa để tìm ra câu trả lời nhé. Đi chợ Tết. Chiếc xe ba bánh bố mới mua về, bé chờ búp bê đi chơi chợ Tết. Búp bê đứng sợ, yên tâm chị đèo. Búp bê nghe vậy mắt cười trong veo. Bé hát, bé reo, đạp xe quay tít. Bé đi chợ Tết. Bé tự đi chợ bằng chiếc xe ba bánh đấy các em ạ. Bé chở búp bê phía sau, đạp xe quay tít, vừa đi vừa hát reo thật là vui. Các em có thấy bé đáng yêu không nào? Chúng mình nhớ đọc bài thơ cho bố mẹ nghe nữa nhé. Hẹn gặp lại các em. Đố các bạn nhỏ biết, còn gì bé nhỏ tí ti, đêm về đống lửa lập lòe sáng ghê. Trẻ nhỏ ai cũng thích mê, thích bắt màng về, bỏ lọ mà chơi. Bạn nhỏ nào có câu trả lời chưa? Mình cùng đọc bài thơ sau để tìm ra đáp án nhé. Đom đóm. Đom đóm, đom đóm, bụng sáng lập lòe. Cứ đêm mùa hè, đóm ra nhiều lắm. Từ trong bụi rậm, bay ra bờ ao. Lưỡn trên cành cao, xuống chơi bãi cỏ. Như chiếc đèn nhỏ, chập chờn bay chơi. Bay khắp mọi nơi, là con đom đóm. Chính là con đom đóm đúng không nào? Đom đóm có một chiếc đèn nhỏ trên người, phát sáng trông rất diệu kỳ. Chúng mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Đom đóm. Đom đóm, đom đóm, bụng sáng lập lòe. Cứ đêm mùa hè, đóm ra nhiều lắm. Từ trong bụi rậm, bay ra bờ ao. Lưỡn trên cành cao, xuống chơi bãi cỏ. Như chiếc đèn nhỏ, chập chờn bay chơi. Bay khắp mọi nơi, là con đom đóm. Đêm mùa hè, trên những bãi cỏ, chúng mình nhớ để ý xem có đom đóm không nhé. Su Su phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại. Su Su đáng yêu ơi, ai gọi tớ đấy? Có đây, có đây.
lại đây tớ kể chuyện cho này. Hôm trước tớ trông thấy một bạn kiến học đòi nhảy dù đấy. Thật hả? Kể cho tớ nghe đi. Tớ sẽ kể cho cậu và các bạn nhỏ nữa. Cùng lắng nghe nhé. Kiến con học nhảy dù. Thấy anh nhện nhảy dù, kiến con không phục lắm. Một sáng sớm tinh mơ, kiến vừa đi vừa nhẩm. 1, 2, 3 treo cây. 4, 5, 6 nhảy xuống. 7, 8, 9 bay bay. Chào ơi là sung sướng. Vừa nói kiến vừa làm, đôi chân run lấy bẩy. Trèo lên được ngọn cây, kiến loay hoay luống cuống. Trèo lên đã khó rồi, nhảy xuống đâu có dễ. Học đòi cha mẹ ơi, kiến kêu là ấm ý. Khi học đòi leo lên cây để nhảy dù, kiến con có sợ hãi không nhỉ? Mình đọc lại một lượt nữa nhé. Kiến con học nhảy dù. Thấy anh nhện nhảy dù, kiến con khâm phục lắm. Một sáng sớm tinh mơ, kiến vừa đi vừa nhẩm. 1, 2, 3 treo cây. 4, 5, 6 nhảy xuống. 7, 8, 9 bay bay. Chào ơi là sung sướng. Vừa nói kiến vừa làm, đôi chân run lấy bẩy. Trèo lên được ngọn cây, kiến loay hoay luống cuống. Trèo lên đã khó rồi, nhảy xuống đâu có dễ. Học đòi cha mẹ ơi, kiến kêu là ấm ý. Vừa leo lên cành cây, chân kiến con đã run lẩy bẩy. Kiến lo sợ, luống cuống không biết nhảy xuống thế nào. Cuối cùng kiến có nhảy xuống không An nhỉ? Kiến nhảy xuống và kêu là ấm ý. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình đứng học đòi giống như kiến con nhé. Sơ An và Su Su phải tạm biệt các bạn nhỏ rồi. Hẹn gặp lại. Làm anh có khó không nhỉ? Chắc chắn có nhiều bạn nhỏ bảo làm anh dễ hơn. Chỉ có những bạn đang làm anh và hằng ngày phải chăm sóc em nhỏ thì mới hiểu được nỗi vất vả đó thôi. Chúng mình cùng đọc bài thơ Làm Anh để xem làm anh có khó không nhé. Làm anh. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé, phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Làm anh trai thì lúc nào cũng phải người lớn đối với em gái. Khi em khóc hay vấp ngã, phải dỗ dành và dịu dàng nâng em dậy. Còn khi mẹ mua quà bánh thì sao nhỉ? Để biết được câu trả lời, hãy cùng đọc bài thơ một lượt nữa nhé. Làm anh. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé, phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng
nhường em luôn. Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé thì làm được thôi. Không chỉ dỗ dành, nâng em dậy khi vấp ngã, làm anh còn phải nhường nhịn em phần hơn khi mẹ mua quà bánh hay đồ chơi đẹp. Vì vậy, bạn nào có anh trai thì nhớ yêu quý và nghe lời anh nhé. Bây giờ, Su Su phải nói lời tạm biệt rồi. Chúc các bạn luôn chăm ngoan và học giỏi. Hẹn gặp lại! Khi Tết đến xuân về, nhà nào cũng bày một mâm ngũ quả bên cành đào, cành mai. Có bạn nhỏ nào nhớ mâm ngũ quả có những quả gì không? Mình cùng Su Su đọc bài mâm ngũ quả nhé! Mâm ngũ quả. Tết đến rồi nha, có mâm ngũ quả, bên bánh chưng xanh, quả chuối, quả na, quả xoài, quả mận, thanh long, bưởi đậm, nào quýt, nào lê, bé chọn 5 quả, xếp thành một mâm. Mâm ngũ quả thường có chuối, bưởi, xoài, na, cả thanh long, mận, quýt. Bé nhớ chọn 5 loại và xếp thành một mâm nhé. Mình cùng đọc lại bài thơ một lượt nào. Mâm ngũ quả. Tết đến rồi nha, có mâm ngũ quả, bên bánh chưng xanh, quả chuối, quả na, quả xoài, quả mận, thanh long, bưởi đậm, nào quýt, nào lê, bé chọn 5 quả, xếp thành một mâm. Chúc các bạn nhỏ sẽ xếp được một mâm ngũ quả thật đẹp để đón chào ngày Tết. Su Su phải nói lời tạm biệt rồi, hẹn gặp lại! Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Mẹ và cô giáo chính là những bà tiên mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta, phải không nào? Hôm nay các bạn nhỏ hãy cùng Su Su đọc bài thơ Mẹ và cô nhé. Mẹ và cô. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi xá vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lặn, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Bạn nhỏ trong bài thơ thể hiện tình cảm với mẹ và cô giáo như thế nào nhỉ? Mình cùng đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Mẹ và cô. Buổi sáng bé chào mẹ, chạy tới ôm cổ cô. Buổi chiều bé chào cô, rồi xá vào lòng mẹ. Mặt trời mọc rồi lặn, trên đôi chân lon ton, hai chân trời của con là mẹ và cô giáo. Chúng mình có bao giờ làm như vậy với mẹ và cô giáo của mình chưa? Mỗi ngày, chúng mình hãy thể hiện sự yêu thương bằng hành động cụ thể như bạn nhỏ trong bài nhé. Su Su tin rằng mẹ và cô sẽ rất hạnh phúc đấy. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại! Chúng ta đi học thường mang sách, vở và đồ dùng học tập đúng không nào? Nhưng bạn mèo con thì khác. Cùng nghe Su Su đọc bài thơ Mèo con đi học để xem bạn mèo mang thứ gì đi học nhé. Mèo con đi học.
hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một chiếc bút chì và một mẩu bánh mì con. Mèo con đi học chẳng chịu mang thứ gì, chỉ mang một chiếc bút chì và mẩu bánh mì con. Chúng mình có nên học tập mèo con không nhỉ? À, như vậy là lười biếng đúng không nào? Mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Mèo con đi học. Hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một chiếc bút chì và một mẩu bánh mì con. Các bạn nhỏ nhớ đừng lười biếng như bạn mèo con nhé. Su Su phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại. Các bạn nhỏ yêu quý, mỗi khi Tết đến xuân về, chúng mình thường thấy xuất hiện những hạt mưa nhỏ tí xíu, thậm chí chẳng cần phải mặc áo mưa khi đi ra ngoài phải không nào? Đó chính là mưa xuân đấy. Bây giờ hãy cùng Su Su đọc bài thơ Mưa Xuân nhé. Mưa xuân. Mưa xuân nhé nhẹ trên mái tóc em, như hạt sương đêm đậu trên cành lá, nghiêng nghiêng bên má chào đón mưa rơi. Em ngẩng nhìn trời, xuân sang đẹp quá. Mưa xuân rơi nhé nhẹ trên mái tóc giống như những hạt sương đêm vậy. Mưa xuân thật là đẹp đúng không nào? Cùng Su Su đọc bài thơ một lượt nữa nhé. Mưa xuân. Mưa xuân nhé nhẹ trên mái tóc em, như hạt sương đêm đậu trên cành lá, nghiêng nghiêng bên má chào đón mưa rơi. Em ngẩng nhìn trời, xuân sang đẹp quá. Bây giờ Su Su mong Tết đến thật nhanh để được ngắm nhìn mưa xuân. Ôi, nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi. Giờ thì tạm biệt các bạn nhỏ nhé. Hẹn gặp lại! Tết đến, chắc hẳn bạn nhỏ nào cũng rất thích đi chúc Tết mọi người đúng không nào? Vậy chúng mình chúc như thế nào để mọi người đều vui nhỉ? Mình cùng đọc bài thơ Năm Mới Bé Trúc nhé! Năm Mới Bé Trúc. Năm mới bé Trúc, cả nhà sung túc, vạn sự an khang, phước chán lộc sang, mọi ngày may mắn. Bé cười tươi tắn, kính chúc mọi người hạnh phúc xuân người, như gia đình bé, kính chúc, kính chúc. Chúng mình nhớ cười thật tươi và chúc mọi người an khang, may mắn trong năm mới nhé. Mình cùng đọc lại bài thơ một lượt nữa nào. Năm mới bé Trúc, cả nhà sung túc, vạn sự an khang, phước chán lộc sang, mọi ngày may mắn. Bé cười tươi tắn, kính chúc mọi người hạnh phúc xuân người, như gia đình bé, kính chúc, kính chúc. Chúng mình nhớ học giỏi, chăm ngoan để ngày Tết thêm vui tươi nhé. Su Su phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại. Chắc chắn bạn nhỏ nào cũng mong chờ Tết đến đúng không? Đặc biệt ai cũng muốn được nhận lì xì và những lời chúc từ ông bà, bố mẹ. Hôm nay hãy cùng Su Su đọc một bài thơ về những lời chúc ngọt ngào ngày Tết nhé! Năm mới bé Trúc. Năm mới con Trúc, bà luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ,
công dành hết ý, tiền vào bát tỉ, tiền ra dí dỉ như giọt cà phê. Còn chúc, chúc ông bà một tô như ý, chúc cô chú một chén an khang, chúc anh chị một dĩa tài lộc. Chúng mình nhớ cười thật tươi và chúc mọi người an khang may mắn trong năm mới nhé. Mình cùng đọc lại bài thơ một lượt nữa nào. Năm mới còn chúc bà luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công dành hết ý, tiền vào bát tỉ, tiền ra dí dỉ như giọt cà phê. Còn chúc, chúc ông bà một tô như ý, chúc cô chú một chén an khang, chúc anh chị một dĩa tài lộc. Các bạn nhỏ thích nhất điều gì trong ngày Tết? Su Su thích nhất là được mua quần áo mới đấy. Su Su phải đến trường rồi. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ thân yêu. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. Chị đang hát về những ngôi sao lấp lánh đấy các em ạ. Hôm nay mời các em cùng học bài thơ Ngôi sao lấp lánh cùng bạn Su Su nhé. Ngôi sao lấp lánh. Có ngôi sao lấp lánh trên trời cao, đố bạn nào với được tới ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Có bạn nào từng muốn hái được ngôi sao trên trời cao không? Ngôi sao thật đẹp đúng không nào? Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ một lần nữa nào. Ngôi sao lấp lánh. Có ngôi sao lấp lánh trên trời cao, đố bạn nào với được tới ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Bố mẹ chúng ta thường bảo rằng nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa, đêm nào nhiều sao là hôm sau có nắng đấy các em ạ. Các em nhớ chăm chỉ học bài nhé, chị chào các em. Các em nhỏ có biết Noel là ngày gì không? Theo chị tìm hiểu thì Noel là ngày lễ Giáng sinh, là dịp kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu được sinh ra. Chúng mình hãy cùng bạn nhỏ trong bài thơ sau tìm hiểu về lễ Giáng sinh nhé! Noel là gì? Mẹ ơi, Noel là gì? Mẹ ơi, Noel là gì? Là củi cháy trong bếp lửa, bão tuyết thét gào ngoài cửa, cỗ xe tuần lộc vẫn đi. Mẹ ơi, Noel là gì? Là một ông già hiền hậu, không ngại đêm đen, đường xấu, đến đây mang quà cho con. Mẹ ơi, Noel là gì? Là vui rộn ràng trong ngực, là hát bài ca háo hức, rung chuông, rung chuông, rung chuông. Ngày lễ Noel thường có những gì các em nhỉ? Đó là lúc thời tiết lạnh lẽo, thậm chí có bão tuyết thét gào ngoài cửa, mọi người trong gia đình cùng sum vầy bên bếp lửa ấm cúng. Các em có nhớ nhân vật được chờ đợi nhất trong đêm Noel là ai không? Mình cùng đọc lại bài thơ nhé! Noel là gì? Mẹ ơi, Noel là gì? Mẹ ơi, Noel là gì? Là củi cháy trong bếp lửa, bão tuyết thét gào ngoài cửa, cỗ xe tuần lộc vẫn đi. Mẹ ơi, Noel là gì? Là một ông già hiền hậu, không ngại đêm đen, đường xấu,
đến đây mang quà cho con. Mẹ ơi, Noel là gì? Là vui rộn ràng trong ngực, là hát bài ca háo hức, rung chuông, rung chuông, rung chuông. Chắc hẳn bạn nhỏ nào cũng biết đến ông già Noel đúng không? Ông già Noel hiền hậu, không quản ngại đường xá rét buốt, đem quà và đem niềm vui đến cho các em nhỏ. Ngày Noel thật là một ngày ấm áp và an lành. Chúng mình nhớ chăm ngoan để được nhận quà từ ông già Noel các em nhé. Hẹn gặp lại các em. Nhỏ ơi, ông mặt trời thường xuất hiện khi nào nhỉ? Có bạn nhỏ nào trả lời được luôn không? À, đúng rồi, ông mặt trời xuất hiện vào buổi sáng sớm, chiếu sáng giúp mọi người làm việc đấy. Bây giờ, chúng mình cùng Su Su học bài thơ Ông Mặt Trời của bé nhé. Ông mặt trời của bé. Một đêm đã qua đi, ông mặt trời thức giấc, bé dậy tập thể dục. Ông mặt trời lên cao, bé thấy lòng nôn nao. Đi học trễ chưa nhỉ? Ông mặt trời thỏ thẻ, chưa đâu bé đi đi. Chúng mình đọc lại bài thơ một lượt nào. Ông mặt trời của bé. Một đêm đã qua đi, ông mặt trời thức giấc, bé dậy tập thể dục. Ông mặt trời lên cao, bé thấy lòng nôn nao. Đi học trễ chưa nhỉ? Ông mặt trời thỏ thẻ, chưa đâu bé đi đi. Ông mặt trời đã đánh thức bé dậy tập thể dục đấy. Thấy ông mặt trời lên cao, bé tưởng mình đi học trễ nên đã hỏi ông mặt trời. Ông mặt trời thỏ thẻ, hiền hậu nhắc bé đi học đúng giờ. Chắc hẳn ai cũng yêu quý ông mặt trời đúng không nào? Bây giờ, Su Su phải tạm biệt các bạn nhỏ rồi. Hẹn gặp lại nhé! Xin chào các em. Mời các em cùng Su Su học bài thơ Ong và Bướm nhé. Hãy lắng nghe xem bạn ong và bạn bướm trong bài thơ này, bạn nào ngoan, bạn nào chưa ngoan. Ong và Bướm. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay vội. Bướm liền hỏi, rủ đi chơi. Ong trả lời, tôi còn bận. Mẹ tôi dặn, việc chưa xong, đi chơi xong, mẹ không thích. Mẹ tôi dặn, chưa xong việc, không được đi chơi ong. Hãy cùng đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Ong và Bướm. Con bướm trắng lượn vườn hồng, gặp con ong đang bay vội. Bướm liền hỏi, rủ đi chơi. Ong trả lời, tôi còn bận. Mẹ tôi dặn, việc chưa xong, đi chơi xong, mẹ không thích. Ong và bướm là đôi bạn rất thân, nhưng hai bạn lại có hai tính cách khác nhau. Bạn bướm suốt ngày ham chơi, không nghe lời mẹ, như vậy là chưa ngoan. Còn bạn ong rất đáng khen, vì bạn ấy biết nghe lời mẹ, không đi chơi rong khi việc chưa xong đấy. Các em hãy học tập theo bạn ong nhé. Hẹn gặp lại các em.
Chị rất vui khi được gặp lại các em. Các em có chăm chỉ đọc bài cho bố mẹ nghe không? Hôm nay chị muốn kể về một bạn nhỏ có sở thích rất đặc biệt. Chúng mình cùng lắng nghe bài thơ Soi gương để đoán xem sở thích đó là gì nhé. Soi gương. Có ai đang khóc nhè mà soi gương không bố? Một đứa khóc đủ rồi, soi chi thành hai đứa? Sở thích đó là gì các em nhỉ? À, bạn nhỏ trong bài thơ rất thích soi gương khi khóc nhè. Có bạn nào cũng thích như vậy không? Mình đọc lại bài thơ một lượt nhé. Soi gương. Có ai đang khóc nhè mà soi gương không bố? Một đứa khóc đủ rồi, soi chi thành hai đứa? Bố đã khuyên bạn nhỏ rằng khi khóc không nên soi gương, bởi sẽ thành hai đứa cũng khóc nhè, trông xấu lắm. Các em yêu quý, chúng mình không được khóc nhè giống như bạn nhỏ trong bài nhé. Hẹn gặp lại các em. Rồi Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Chắc chắn bạn nhỏ nào cũng mong chờ Tết đến đúng không? Đặc biệt ai cũng muốn được nhận tiền lì xì và những lời chúc từ ông bà, bố mẹ. Hôm nay hãy cùng Su Su đọc một bài thơ về ngày Tết nhé. Tết đang vào nhà. Hoa đào trước ngõ cười tươi sáng hồng, hoa mai trong vườn lúng linh cánh trắng. Sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. Tết đến, hoa đào hoa mai nở rực rỡ. Trong nhà, ông treo câu đối đỏ, cũng là lúc chúng mình sắp thêm một tuổi mới đúng không nào? Mình cùng đọc lại bài thơ nhé. Tết đang vào nhà. Hoa đào trước ngõ cười tươi sáng hồng, hoa mai trong vườn lúng linh cánh trắng. Sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. Các bạn nhỏ thích nhất điều gì trong ngày Tết? Su Su thích nhất là được mua quần áo mới đấy. Su Su phải đến trường rồi. Hẹn gặp lại. Một năm chỉ có một ngày, họ hàng sum họp xa gần đều vui. Các bạn nhỏ có biết đó là ngày gì không? À đúng rồi, đó là ngày Tết. Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Tết là bạn nhỏ nhé. Tết là bạn nhỏ. Tết cũng là bạn nhỏ, nên thích đi la cà, làm mọi người mong đợi. Nhanh chân nào Tết ơi. Tết như bạn nhỏ, lúc nào cũng thích la cà, mải chơi. Vì vậy, nhiều bạn thắc mắc tại sao chờ mãi mà Tết chẳng đến để được mua quần áo mới. Mình cùng đọc lại bài thơ nào. Tết là bạn nhỏ. Tết cũng là bạn nhỏ, nên thích đi la cà, làm mọi người mong đợi. Nhanh chân nào Tết ơi. Chúng mình nhớ ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ để Tết được nhiều lì xì nhé. Su Su phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại. Chào các em,
Các em có bao giờ thấy mặt trăng đi cùng mình chưa? Hôm nay, chúng mình cùng Su Su học bài Thọ Con và Mặt Trăng để tìm hiểu xem có gì bất ngờ không nhé. Thỏ con và mặt trăng. Thỏ chạy, trăng chạy. Thỏ đứng, trăng dừng. Thỏ con ngẩng mặt, nhìn trăng lạ lùng. Trăng ơi có phải, trăng cũng có chân. Mình đọc lại một lượt nữa nào. Thỏ con và mặt trăng. Thỏ chạy, trăng chạy. Thỏ đứng, trăng dừng. Thỏ con ngẩng mặt, nhìn trăng lạ lùng. Trăng ơi có phải, trăng cũng có chân. Bạn thỏ chạy, mặt trăng cũng chạy. Bạn thỏ dừng lại, trăng cũng dừng lại theo. Thấy vậy, thỏ đã phản ứng như thế nào nhỉ? À, thỏ ngẩng mặt lên nhìn trời và hỏi có phải trăng cũng có chân. Ông trăng có chân không các em nhỉ? Ông trăng không có chân nhưng luôn dõi theo các bạn nhỏ đấy. Hôm nào chúng mình cùng ngước lên bầu trời để xem hiện tượng này nhé. Hẹn gặp lại các em. Các em nhỏ yêu quý, các em đã bao giờ được xuất hiện trên màn ảnh TV chưa? Chị biết có một bạn được quay phim trên màn ảnh nhỏ đấy. Các em có muốn biết không? Vậy hãy cùng Du Su đọc bài thơ Thỏ được quay phim các em nhé. Thỏ được quay phim. Thỏ con múa đẹp nên được quay phim. Hôm nay thấy mình múa trên màn ảnh. Thỏ con ngơ ngẩn quay hỏi bạn bè, mình với thỏ kia, thỏ nào thật nhỉ? Vì sao thỏ lại được lên màn ảnh nhỏ các em nhỉ? À, vì thỏ con múa đẹp đấy. Vậy thế mình trên màn ảnh nhỏ, thỏ con có nhận ra mình không nhỉ? Cùng chị đọc bài thơ một lần nữa nhé. Thỏ được quay phim. Thỏ con múa đẹp nên được quay phim. Hôm nay thấy mình múa trên màn ảnh. Thỏ con ngơ ngẩn quay hỏi bạn bè, mình với thỏ kia, thỏ nào thật nhỉ? Thỏ con ngơ ngẩn nhìn vào màn ảnh và không nhận ra mình. Thỏ con phải đi hỏi bạn bè xem mình và thỏ trong TV ai là thật. Bạn nhỏ thật dễ thương phải không nào? Chúng mình cố gắng học giỏi, hát hay, múa đẹp để được lên màn ảnh nhé. Giờ chị phải tạm biệt các em rồi. Chào các em. Cục ta, cục ta, cục ta, cục ta. Đấy là tiếng con gì kêu các em nhỉ? Có phải là tiếng con gà trống không? À, chị nhầm. Là tiếng của con gà mái đấy các em ạ. Chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Tìm ổ các em nhé. Một chị gà mái, áo trắng như bông, yếm đỏ hoa vàng, cánh phông bắp chuối, xăm xăm xúi xúi, tìm ổ quanh nhà, chạy vào chạy ra, tót 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 tót. Chị gà mái có đặc điểm gì các em nhỉ? Hãy cùng đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Tìm ổ. Một chị gà mái, áo trắng như bông, yếm đỏ hoa vàng, cánh phông bắp chuối, xăm xăm xúi xúi, tìm ổ quanh nhà, chạy vào chạy ra, tót 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 tót. Chúng mình nhớ ôn lại bài thơ về chị gà mái tìm ổ nhé. Chào các em.
Các bạn nhỏ thân mến, ở nhà các bạn nhỏ có thích chơi cùng ba mẹ không? Chắc chắn câu trả lời là có, đúng không nào? Nhưng bố mẹ lúc nào cũng bận rộn và rất ít khi chơi cùng chúng mình. Bây giờ hãy cùng Su Su đọc bài thơ sau để xem bố mẹ bận những việc gì nhé. Tivi. Bố bận đọc báo, mẹ bận soạn bài. Thế là cả hai bật tivi nhé. Tivi của bé là bạn bé chơi. Mỗi khi mọi người bận ơi là bận. Bố bận đọc báo, mẹ bận soạn bài nên chẳng ai chơi với bé cả. Vậy nên bé phải làm bạn với chiếc tivi. Mình đọc lại bài thơ một lượt nữa nhé. Tivi. Bố bận đọc báo, mẹ bận soạn bài. Thế là cả hai bật tivi nhé. Tivi của bé là bạn bé chơi. Mỗi khi mọi người bận ơi là bận. Sau khi học xong bài thơ này, Su Su mong rằng các bạn nhỏ từ sau sẽ thật khéo léo bảo bố mẹ chơi cùng mình. Tiếp xúc với tivi nhiều rất có hại cho mắt đấy. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều thời gian bên bố mẹ và gia đình. Hẹn gặp lại! Chào các bạn nhỏ yêu quý! Có một bài về chúc Tết rất sôi động mà chúng mình có thể học để đi chúc Tết mọi người. Cùng nghe Su Su đọc về chúc Tết nhé! Về chúc Tết. Nghe về Tết đến. Bạn bè thân mến, cùng nhau sum vầy, sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc, nhà nhà sung túc, mừng đón xuân sang. Một nhành mai vàng, bên mâm ngũ quả, tiếng cười rộn rã, vang khắp mọi nhà. Đây đó gần xa, tiếng cười trẻ nhỏ, rộn ràng ngoài ngõ, mừng tuổi ông bà. Kính chúc mẹ cha sống lâu hạnh phúc, cháu con xin chúc làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Su Su tin rằng bài về này sẽ đem đến cho mọi người thật nhiều niềm vui. Mình cùng đọc lại bài về nhé. Về chúc Tết. Nghe về Tết đến. Bạn bè thân mến, cùng nhau sum vầy, sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc, nhà nhà sung túc, mừng đón xuân sang. Một nhành mai vàng, bên mâm ngũ quả, tiếng cười rộn rã, vang khắp mọi nhà. Đây đó gần xa, tiếng cười trẻ nhỏ, rộn ràng ngoài ngõ, mừng tuổi ông bà. Kính chúc mẹ cha sống lâu hạnh phúc, cháu con xin chúc làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Chúc các bạn nhỏ sẽ nhận được thật nhiều tiền lì xì khi Tết đến nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Có voi mà chẳng có đuôi, bụng chỉ thích chứa nước thôi mới kỳ. Bình thường chẳng nói năng chi, gặp lửa lại cáu, phi phi lạ chưa? Là cái gì các em nhỉ? Câu hỏi này hơi khó đúng không? Hãy cùng bạn Su Su tìm đáp án nhé! Xe chữa cháy. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy. Tôi chạy như bay, hết vang đường phố. Nhà nào bốc lửa, tôi dập liền tay. Ai gọi chữa cháy, có ngay. Mình đọc lại một lượt nữa nào.
chữa cháy. Mình đỏ như lửa, bụng chứa nước đầy, tôi chạy như bay, hết vang đường phố. Nhà nào bốc lửa, tôi dập liền tay, ai gọi chữa cháy, có ngay, có ngay. Đó chính là xe chữa cháy đấy các em ạ. Các em đã bao giờ nghe thấy tiếng xe chữa cháy chưa? Lúc nào nó cũng xuất hiện kịp thời để dập lửa, không để lửa lan rộng sang vùng kế bên, phải không nào? Chúng mình thử đóng vai là một chiếc xe cứu lửa và đọc bài thơ cho mọi người nghe nhé. Hẹn gặp lại các em. Xe gì hai bánh, đạp chạy bon bon, chuồng kêu kính cong, đứng yên thì đỗ. Đố các em biết là xe gì? Đúng rồi, đó là chiếc xe đạp. Các em cùng Su Su đọc bài thơ xe đạp các em nhé. Xe đạp. Xe đạp thân thiết, qua khe, qua suối. Xe đạp chở người, dù xa dù vội, chở hàng, chở củi, có xe, có xe. Mình cùng đọc lại một lần nữa nào. Xe đạp. Xe đạp thân thiết, qua khe, qua suối. Xe đạp chở người, dù xa dù vội, chở hàng, chở củi, có xe, có xe. Hằng ngày các em có đạp xe đạp không? Các bác nông dân thường dùng xe đạp để chở hàng, chở củi đấy các em ạ. Xe đạp là người bạn thân thiết của mỗi người, phải không nào? Các em nhớ ôn lại bài thơ và đọc cho gia đình mình nghe nhé. Chào các em. Tết đến rồi. Chắc chắn các bạn nhỏ đang rất mong chờ ngày Tết đúng không? Tết được mua quần áo mới, được đi chơi chúc Tết ông bà và còn được lì xì nữa. Hôm nay chúng mình cùng Su Su đọc bài thơ Xuân Sang nhé. Xuân Sang. Xuân Sang Tết đến mọi nhà, còn chúc ông bà sức khỏe an khang, chúc cô chú bác giàu sang, một năm sung túc cười vang mỗi ngày, chúc anh chúc chị học hay, còn ngoan trò giỏi đợi ngày công danh, chúc cho vạn sự tốt lành, Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân người. Tết đến, chúng mình nhớ gửi đến ông bà, bố mẹ, cô chú những lời chúc tốt đẹp nhé. Mình cùng đọc lại bài thơ nào. Xuân sang Tết đến mọi nhà, còn chúc ông bà sức khỏe an khang, chúc cô chú bác giàu sang, một năm sung túc cười vang mỗi ngày, chúc anh chúc chị học hay, còn ngoan trò giỏi đợi ngày công danh, chúc cho vạn sự tốt lành, Mậu Tuất năm mới bức tranh xuân người. Mong rằng mỗi khi Tết đến, các bạn nhỏ sẽ nhận được thật nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Chúc các bạn nhỏ luôn học giỏi, chăm ngoan, tạm biệt và hẹn gặp lại! Nhấn nút subscribe để cập nhật các video mới nhất từ Bookit bạn nhé!